Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày một cái khó thì không cầu. Còn đây người ta chuyên trì tụng người tỏ như là người nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, quyển 7, phẩm 13, Đà La Ni Vô Nhiễm Trước. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Tử: Này có pháp môn tên là Đà La Ni Vô Nhiễm Trước, chính là pháp tu hành của các Bồ Tát. Các Bồ Tát quá khứ đã thọ trì, là mẹ của Bồ Tát. Nghe nói lời này rồi, tôn giả Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, Đà La Ni là câu nghĩa gì? Bạch Thế Tôn, Đà La Ni là chẳng phải phương xứ, chẳng phải không phương xứ. Đức Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: hay thay, này Xá Lợi Tử, ông đối với Đại Thừa đã có thể phát khởi, đã tin chắc Đại Thừa, tôn trọng Đại Thừa. Đúng như lời ông nói, Đà La Ni là chẳng phải phương xứ, chẳng phải không phương xứ, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải sự, chẳng phải phi sự, chẳng phải duyên, chẳng phải phi duyên, chẳng phải hành, chẳng phải phi hành, không có pháp sinh, cũng không có pháp diệt. Nhân vì lợi ích các cho các Bồ Tát nên nói lời như vậy. Đối với công dụng của Đà La Ni này, nghĩa lý của chánh đạo được an lập tự tại, là công đức của chư Phật, là giới cấm của chư Phật, là đối tượng học của chư Phật, bậc ý của chư Phật, là chỗ sinh ra chư Phật, cho nên gọi là pháp môn Đà La Ni Vô Nhiễm Trước Tuần Thắng Vi Diệu. Xin lời tử bạch Bạch Thế Tôn, nguyện xin đức thiện thệ vì con nói pháp Đà La Ni này. Các Bồ Tát nào có thể an trụ thì đối với Bồ Đề vô thượng chẳng còn thói chuyển, thành tựu nguyện chân chánh, được vô sở ý, thâu tánh biện tài, được việc hiếm có, an trụ đạo thánh, đều do được Đà La Ni này. Đức Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: hay thay, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như lời ông nói, nếu có Bồ Tát được Đà La Ni này, nên biết người này như Phật không khác. Nơi cúng dường tôn trọng phụng sự cung cấp cho Bồ Tát này, phải biết tức là cúng dường Phật. Này Xá Lợi Tử, nếu có người khác nghe Đà La Ni này rồi thọ trì độc tụng, sinh ra tinh chất thì cũng nên cung kính cúng dường người ấy như Phật không khác. Nhờ nhân duyên này nên đạt được quả vị vô thượng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói: Đà La Ni, Đá Đi Tha, Sang Đà Lại Nỉ, Ố Đa Lạc Nỉ, Tô Tam Bách La, Đệ Sắc Sĩ Đá, Tô Nam A, Tô Bác Lạc, Đệ Sắc Sĩ Đá, Tỷ Thệ Giả, Bạc La, Tác Đệ Giả, Bác Lạc Đệ, Thận Nhã, Tô A, Đô Hà, Thận Nhã Na Mạc Đệ, Ốt Ma Thiền Nỉ, A Phạt Na Mạc Đệ, A Tỳ Sư Thiền Nỉ, A Ti Tỳ Gia Ha La Thâu Bà Phật Đệ Tô Ni Tất Lị Đa Ba Khổ Quận Xã A Tỳ Bà Đa Tá Ha. Đức Phật bảo Xá Lợi Tử: câu Đà La Ni Vô Nhiễm Trước này, nếu Bồ Tát nào có thể khéo an trụ, có thể thọ trì đúng đắn, để biết người đó hoặc ở một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, phát nguyện chánh, chân chánh, không cùng tận, thân cũng chẳng bị dao gậy, thuốc độc, nước lửa, thú dữ làm tổn hại. Vì sao này Xá Lợi Tử? Vì Đà La Ni Vô Nhiễm Trước này chính là mẹ của chư Phật đời quá khứ, mẹ của chư Phật đời vị lai, mẹ của chư Phật đời hiện tại. Này Xá Lợi Tử, nếu lại có người chuẩn bị báu đầy trong mười phương của số tăng thiên đại thiên thế giới, dân cúng chư Phật và dùng cho số y phục thức ăn thượng hạng, được cúng dường trải qua vô số kiếp, đây là có người đối với Đà La Ni này, thậm chí chỉ có thể thọ trì một câu thì phước sinh ra nhiều gấp bội đối với phước kia. Vì sao này Xá Lợi Tử? Vì pháp môn thậm thâm Đà La Ni Vô Nhiễm Trước này chính là mẹ của các Đức Phật. Tôn giả Xá Lợi Tử và các đại chúng nghe pháp này rồi đều rất vui mừng và nguyện thọ trì. Phẩm 14. Như Ý Bảo Châu, Ngọc Bảo Như Ý. Bây giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng bảo Ananda: các ông nên biết có Đà La Ni tên là Như Ý Bảo Châu, xa lìa được tất cả các tai nạn, còn có thể ngăn chặn những sấm chớp, được các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đủ quá khứ đã từng tuyên nói. Hôm nay ta ở trong kinh này cũng vì đại chúng các ông mà tuyên nói, có thể đối với trời người làm lợi lớn hơn, thương xót thế gian, ủng hộ tất cả, khiến cho được an lạc. Đại chúng và Ananda nghe lời Đức Phật nói rồi đều chỉ thành chiêu ngưỡng Đức Thế Tôn, nghe nhận thần chú,
Đức Phật dạy rằng các ông hãy lắng nghe, ở phương đông có vua ấn chóp tên là Yết Đa A Yết Đa, phương nam có vua ấn chóp tên là Tiết Đa Lỗ, phương tây có vua ấn chóp tên là Chủ Đa Khoan, phương bắc có vua ấn chóp tên là Tô Đa Mạc Ni. Nếu thì nay thì nữ nào được nghe danh hiệu của những vua ấn chóp như vậy và biết phương hướng từ người này thì liền sẽ tất cả những điều sợ hãi và các tai nạn đều tiêu hết. Nếu ở nơi nào viết tên vua ấn chóp bốn phương này thì nơi ấy không có nỗi sợ sống chết, cũng không có tai nạn, và các chướng ngại phiền não bất đắc kỳ tử cũng đều đi xa. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói chú rằng: Đá Điệt Tha, nỉ nhị, nỉ nhị, nỉ nhị, nỉ dân đạt lý, thất lý lô ca, lô yết nỉ, thất lý thâu la ba nỉ, hạt lạc xoa, hạt lạc xoa. Con tên là, và chỗ này là tất cả sự khủng bố và các khổ não, sấm chớp, sét đánh tình linh, cho đến chết oan đều lìa xa ta. Bây giờ, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại giữa đại chúng liền đứng dậy, sửa bài áo vai phải, chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, con nay còn ở trước Đức Phật lượt nói thần chú với ý Bảo Châu. Đối với trời người làm đất lớn, thương xót thế gian ủng hộ tất cả, khiến cho họ được an lạc, có đại uy lực, vì cầu xin được như ý. Rồi liền nói chú rằng: Đát Đi Tha Hát Đề, Tỳ Hát Đế, Nị Hát Đế, Bát Lạc Thất Thể Kê, Bát Lật Đệ, Mật Thất Lệ, Thú Đề, Mục Đệ Tỳ Mạc Lê, Bát Lạc Bà Tá Lệ, An Trà Lệ, Bát Trà Lệ, Thế Đế, Bát Trà La, Bà Nữ, Bà Tự Nữ, Hát Lệ, Yết Trà Lệ, Kiếp Tất Lệ, Băng Yết La Ố Tỷ, Đạt Địa Mục Sĩ, Hát Lạc Xoa, Hát Lạc Xoa. Con tên là, vỡ về chỗ ở này là tất cả những sự sợ hãi khổ não cho đến chết oan đều liền xa hết. Nguyện cho con không thấy việc tội ác, thường được sự hộ niệm của ánh sáng oai thần đại bi của Bồ Tát Quán Tự Tại Tá Hà. Bây giờ Bồ Tát Chế Kim Cao Ý Mật Chủ thì đến giờ chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con này cũng nói chú Đà La Ni tên là Vô Thắng, đối với trời người làm lợi ích lớn thương xót thế gian, ủng hộ tất cả các đại thế lực vì cầu xin được như ý nguyện. Rồi liền nói chú rằng: Đá Địa Tha, Mẫu Ni Mẫu Ni, Mẫu Ni Lệ, Mạc Đế Mạc Đế, Tô Mạc Đế, Mạc Ha Mạc Đế, Ma Ha Ha Ha, Ma Bà Dĩ Na Tất Đại Đế, Ba Hạ Bát Chiết La Ba Nỉ, Ô Hám Điệt Lật Trà Tá Ha. Bạch Thế Tôn, thời chỗ này của con tên là Vô Thắng ủng hộ. Nếu có người nào hay người nữ nào một lòng tỏ trì ghi chép đọc tụng nhớ nghĩ chẳng quên thì con ngày đêm luôn luôn ủng hộ người đó, đối với tất cả những sự sợ hãi cho đến chết oan đều lìa xa hết. Lúc bấy giờ vua trời Phạm, vị chủ của thế giới Tha Bà, để đứng dậy chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, con cũng có Đà La Ni vi diệu pháp môn, đối với trời người làm lợi ích lớn thì sẽ thế gian ủng hộ tất cả có đại thế lực cầu được cầu xin được như ý nguyện. Ông liền nói chú rằng: Đá Địa Tha, Ê Lý Nị Lý Địa Lý Tá Hà, Bạc La Hám Ma Bố Lệ, Bạc La Hám Ma Mạc Bê, Bạc La Hàm Ma Yết Thì, Bộ Sát Bả Tăng Tất Đát Lệ Tá Hà. Bạch Thế Tôn, thần chú của con tên là Phạm Trị, có thể ủng hộ tất cả những người trên chỗ này, khiến cho họ đi khỏi lo buồn với các nghiệp tội cho đến chết oan đều để sợ. Bây giờ vua trời Đế Thích liền đứng dậy cho thầy cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, con cũng có Đà La Ni tên là Bạc Chiết La Phiến Nỉ, thần chú đại minh này có thể trừ tất cả những sự sợ hãi tai nạn cho đến chết oan cũng đều lìa xa hết, cứu khổ ban vui lợi cho trời người. Rồi liền nói chú rằng: Đá Địa Tha, Tỳ Nỉ, Bà Lạc Nỉ, Bàn Đà Ma Tiền Trệ, Ma Nhị Nỉ Trí, Nhĩ Cù Lý, Kiện Đà Lý, Chiên Trà Lý, Ba Đăng Kỳ, Bốc Yết Tử,
Tát La Bạt Lại Tỳ Tư Na Mạc Đê Đáp Ma Vốt Đa Lạc Nĩ Mạc Hô Lạc Ni Đát Lạc Ni Kế Trước Yết La Bà Chỉ Xã Phạt Lý Xa Phạt Lý Tả Hà. Bây giờ vua trời đã dời, vua trời trị quốc, vua trời quảng mục, vua trời tăng trưởng đều đứng giải cho thầy con kính và Đức Phật rằng Bà Thế Tôn con nay cũng có thần chú tên là Thí Nhất Thiết Chúng Sinh Vô Ý. Đối với các khổ não thuộc về chúng sinh ủng hộ, khiến cho họ được an vui, tăng thêm tuổi thọ, không có các nạn khổ, cho đến chết oan đều khiến xa lìa. Rồi các trời liền nói chú rằng Đã đi thà bổ sát bé, tôi bổ sát bé, độ ma bác lạc, ha lạ, a tạp gia bác lạc, thiết tất đế, phiến đế liết, mục đế mang yết lệ, yết liệt tốt độ đế, tất đá tỳ đế ta hạ. Bây giờ là có các đại Long Dương, như là Long Dương, Mạc Na Tư, Long Dương, Điển Quang, Long Dương, Vô Nhiệt Trì, Long Dương, Điển Thiện, Long Dương Diệu Quang đều đứng dậy chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng có đại la ni như ý bảo châu, có thể ngăn chặn chấp ác, trừ các sợ hãi, có thể đối với trời người làm lợi ích lớn, thương xót thế gian ủng hộ tất cả, có đại uy lực vì cầu sinh được như ý nguyện, cho đến chết oan đều lìa xa hết tất cả các thuốc độc, những việc làm sử dụng độc, chú thuật và việc chẳng an lành đều khiến cho trừ diệt. Chúng con nay đem thần chú này kính dâng lên Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn thương xót từ bi nạp thọ, khiến cho chúng con lìa khỏi loài rồng này, vĩnh viễn xa bỏ sang tham. Vì sao? Vì do sang tham này mà chúng con ở trong sinh tử chịu các khổ não. Chúng con nguyện đoạn trừ chủng tử sang tham. Các chú đồng liền nói chú rằng: Đế Đi Tha, A Chiết Lệ, A Mạc Lệ, A Mực Lật, Đế Ố Xoa Dệ, A Tuệ Duệ, Bôn Ni, Bát Lị, Gia, Lật Đế, Tát Bà, Ba Bả, Bát Lị, Khổ, Ma Ni Duệ, Tá Ha, A Ri Duệ, Bát Đậu, Tô Ba Ni Duệ, Tá Ha. Bà Thế Tôn, nói thiện nói thiện nữ nào, biện nói minh chú đã lên đây này, họ chép thành kinh quyển để thọ trì độc tụng cung kính cúng dường, thì nhất định không bị sấm chớp sét đánh và các sự sợ hãi, khổ não lo buồn cho đến chết oan đều lìa xa. Thuốc độc yêu quái yếm trù, các loài rắn độc sư tử cọp sói hại người cho đến mũi mồng đều không làm hại được. Bây giờ Đức Tôn bảo khắp đại chúng rằng: Hai tay hai tay, những thần chú này đều có năng lực lớn, có thể tùy theo điều mong cầu của chúng sinh khiến được thành tựu tất cả, được lợi ích lớn trừ sự chẳng chỉ tâm. Các ông chớ nghi ngờ. Đại chúng nghe lời nói của Đức Phật rồi hoan hỷ tính thọ phụng hành. Phẩm 15 Thiên nữ đại biện tài phần 1. Bây giờ thiên nữ đại biện tài ở giữa đại chúng liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Đức Phật bạch: Và Thế Tôn, nếu có pháp sư nói kinh Kim Quang Minh Tối Thái Vương này thì con sẽ làm tăng thêm trí tuệ cho vị ấy, trang nghiêm đầy đủ các ngôn từ biện luận. Nếu vị pháp sư đó văn tự có nghĩa ở trong kinh có chỗ nào quên, con đều khiến cho nhớ được tất cả, có thể khai ngộ khéo léo, lại ban cho đà lên đây tổng trì vô ngại. Là nữa kinh Kim Quang Minh Tối Thái Vương này được những hữu tình ở chỗ trăm ngàn Phật cho đồng các căn lành thường thọ trì, thì ở tiền Bồ Châu lưu hành rộng rãi thì không bị mai một, lại khiến cho dư lượng hữu tình nghe kinh điển này được biện tài linh lợi trên thành nghĩa bàn đại tuệ vô tận, thì biết rõ ràng về các luận và các nghề khéo, có thể ra khỏi sinh tử mà được đến vô thượng trên đẳng Bồ Đề, trong đời hiện tại được tăng thêm tuổi thọ, những vật dụng sinh hoạt đều được đầy đủ. Bà Thế Tôn, con sẽ vì vị pháp sư thọ trì kinh này và các hữu tình khác ở kinh điển này mà nói cho họ phép tắm gội bằng thần chú và thuốc. Người đó có các sao xấu tai nạn, còn lúc mới sinh vào sinh sao tùy thuộc trái nhau, khổ do dịch bệnh, chiến trận đấu tranh, ác mộng quỷ thần, bùa ngải yểm mỹ, chú thuật thay chết đứng lên, vân vân, những điều ác làm chướng ngại như vậy đều khiến cho trừ diệt. Người có trí nên làm theo phép tắm gội như vậy và chọn lấy 32 vị thuốc thơm như là xương bồ, ngư hoàng, mục túc, xạ hương, hùng hoàng, hợp hôn thọ, bạch bì, khung cùng, câu kỷ căn, tùm chi, quế bì, hương phụ tử, trầm hương, chiên đàn, linh đăng hương, đinh tử, bút kim,
ba lục cao, vi hương, trúc hoàng, tế đậu khấu, cam tùng hoắc hương, mao can hương, xuất chi, ngải nạp, an tức hương, giới tử, mã cần, loa, long hoa tu, bạch giao, thanh mộc, phân lượng để bằng nhau. Vào ngày của sau bố sái, trộn chung và nát lá bột hương ấy, phải dùng chú này chú nguyện vào đó 108 biến rằng: Đế điệp tha tu ngật lật đế, ngật lật đế, ngật lật đế, kiếp ma đát lý, thiệm nội yết la trệ, hát yết lạc trệ, nhân đạt la sa lợi nhị, thức yết lại trệ, bát thiết điệt đệ, a phật đệ yết tế, kế đa cổ độ cụ độ, cước ca tị lệ, kiếp tị lệ, kiếp tị lệ mạc đệ, thế la mạc đệ na đệ độ la mạc đệ lý, ba phật trị bạn trị lễ, thất lệ thất lệ tác đệ thất lệ tất thể đệ tá ha. Nếu khi ưa như pháp tắm gội, làm đàn trắng tám quyển tay vuông, nên ở chỗ tịch tịnh yên ổn, tâm luôn nghĩ đến việc mong cầu, nên trác phân bò làm đàn tràng, các hoa đẹp rải khắp lên trên, phải dùng đồ vàng bạc tinh khiết, đàn đầy vị ngon sữa mật ong. Ở chỗ bốn cửa đàn trang ấy, bốn người tu hộ pháp như thường, xây bốn đồng tử đẹp trang nghiêm, bưng bình nước đứng ở bốn góc. Ở đây đường thường đốt hương an tức, năm loại âm nhạc trỗi chẳng dứt, phướng lòng trang nghiêm lụa ngũ sắc, đặt ở bốn bên của đạo tràng. Bên trong đàn tràng có gương sáng, bốn góc đều có dao và tên. Trên giữa đàn tràng trong chợ lớn, nên dùng phán tấm đặt bên trên, dùng bột thơm đã hòa nước nóng cũng đặt ở bên trong đàn tràng. Sắp đặt đầy đủ như thế xong, sau đó mới tụng chú kiết đàn. Chú có chữ rằng: Đá điều tha ạc lạc kế na giả nê tứ lệ nhì lệ kỳ lệ xí xí lệ tá ha. Cái giới như vậy xong, mới vào trong đàn tràng, chú nguyện hai một biến, rồi vậy nước bốn phương, thôi đến chú nước thơm 108 lần, vây màn là bốn bên, sau đó tắm gội thân. Chú nguyện vào nước và nước tuốt bằng chú rằng: Đế điệp tha, tác yết trí, tỷ yết trí, tỷ yết trà, phạt đế, tá hà. Khi tắm gội xong, nước tuốt tắm gội ấy và thức ăn uống, thức uống, cũng như ở trong đàn tràng đều đem bỏ bên trong sông ao, phần còn lại đều gồm lấy. Tắm xong như vậy, mặc áo sạch sẽ, hành giả ra khỏi đàn tràng, và trong tịnh thất, vì thầy chú nguyện, vì thầy chú nguyện dạy cho người ấy phát tâm nguyện rộng lớn, đoạn trừ hẳn mọi điều ác, thường tu hành các điều thiện, với giới loài hữu tình phát khởi lòng đại bi. Cho nhân duyên này, hành giả đạt được vô lượng phước báo như ý nguyện. Lên lá kệ tụng rằng: Nếu có các chúng sinh bệnh khổ, đủ loại phương thuốc trị chẳng lành, nếu y pháp tấm gỗ như vậy, đồng thời đọc tụng kinh điển này, luôn luôn ngày đêm chẳng thất niệm, chuyên tâm ân cần, sinh lòng tin, tất cả lo khổ tiêu trừ hết, được quả báo giải thoát bần cùng, mặt trời mặt trăng xa bốn phương, uy thần ủng hộ được nhiều năm, yếu ổn các tường thêm phước đức, nguy ách tai nạn diệt trừ tan. Hành giả lại tụng chú hộ thân 21 biến, chú rằng: Đế thi tha ta mê thi tâm mê ta ha, tác yết lợi trệ tì yết trệ ta ha, tê yết tra phạt đệ tá a, ta yết là tam bộ đã giả tá a, tắc kiến đà ma đa giả tá a, ni la kiến đà giả tá a, a bát la thị đá tỳ dạ lê gia giả tá a, tứ ma bàn đá tam bộ đa giả tá a, a nỉ mật la bạc đát la giả tá a, nam mô bạc già phật đô bạc la hám ma tạ ta, nam mô tát la toan đệ ma kha đề tị về ta, tức điên đô mạng mạng đát la bát tha ta, đát lạc đổ tị điệt đá bạc la hám ma nô mạc đổ ta. Lúc bấy giờ thì nữ đại biện đã nói chú tắm gội pháp đàn tràng rồi, đây là dưới chân Đức Phật mà bạch rằng:
Bà Thế Tôn nói tỳ kheo này ơn Bà Tát ơn Bà như thế nào? Tôi đã đọc tụng cái giác tu hành kinh vua di diệu này theo đúng lời dạy tu hành. Họ ở tại thành ấp Sóng Đài nằm trong núi rừng ở chỗ của tăng ni. Con vì người này đã nhận quyến thuộc đó là âm nhạc cả trời, đến chỗ người ấy ủng hộ họ, thật cho họ trừ các bệnh khổ sao băng quá lạ, dịch bệnh đánh nhau bị phép vua câu thúc, ác mộng thằng ác làm chướng hại, đồ độc bồ yếm đều diệt trừ hết, đem lại nhiều lót hơi cho những người trì kinh. Tỳ kheo và những người nghe kinh này đều mau qua khỏi biển sinh tử, bồ đề không tới chuyện. Bây giờ Đức Thế Tôn nghe lời nói này rồi khen thiên nữ biện tài: hay thay hay thay, này thiên nữ, người có thể đem an lạc lợi ích vô cho vô lượng vô biên loài hữu tình. Nói thần chú này, già pháp thức đạo tràng nước thơm, quả báo thật khó nghĩ bàn. Ngươi phải ủng hộ kinh vua của thắng, chứ để mai một mà phải được lưu thông rộng rãi. Bây giờ thiên nữ đại biện tài lấy chân Đức Phật rồi trở lại tòa ngồi của mình. Khai pháp sư thật ký: Bà La Môn Kiều Trần Như nương thần độc Phật ở trước đại chúng khi thiên nữ biện tài rằng: Đại biện tài thông minh dũng mãnh, đều nên toàn trì người cúng dường, tiếng lành lan khắp cả thế gian, cho tất cả chúng sinh mãn nguyện ở đỉnh núi cao nơi thù thắng, lấy tranh làm nhà ở trong đó, luôn cất cỏ mềm làm áo mặc, tại chỗ ở thường kiến một chân. Đại chúng chư thiên đến tập hợp để đồng một lòng thánh ngợi khen, nguyện xin trời biện tài trí tuệ ban lời ví dụ cho tất cả. Lúc bấy giờ thiên đại biện tài liền nhận lời mời, thì họ nói chú rằng: Ấy đi tha mồ lệ chỉ là a phạt đế a phạt tra phạt đế hưởng ngộ lệ danh cụ lệ danh cụ la phạt đế ương cụ sư mạc lệ chỉ tam mạc đế tì tam mạc đế ố cận lệ mạc cận lệ đát la chỉ đát la giả phạt đế chất chất lý thất lý mật lý mạc nan địa đà mạc lệ chỉ bát la noa tất lệ duệ lô ca thể sắc thế lô ca thất lệ sắc chỉ lô ca tất lệ duệ tất đà bạc lệ đế tì ma mục sĩ thâu chỉ diệt lệ a bát lệ đệ bát đế a bát lệ đệ yết đá bột địa nam mậu chỉ nam mậu chỉ ma ha đề tị bát lệ đệ cận lệ hôn loa nam ma tắc ca la con thân là bục địa đạt lý xe tứ bục địa a bát là đẻ hát đá bà bạc đổ ba mê tỳ thâu điệt đổ xá tất đát la thâu lộ ca mà đát là tất đát ca co tỳ gia địa sổ ở địa ta mặc hà bát lạc bà tị tứ lý mật lý tứ lý mật tí đi giết lị đổ mê bột địa có tên là bột địa thâu đề bạc già phạt điểm đề tỳ diệt tác la toàn điểm yết la trệ kê do lệ kê do la mặc đẻ tư lý mật lý tư lý mật lý a bà ha gia nhị mạc ha đề tỳ bột đề tác đế na đạt ma tác đế na tăng già tác đế na nhân đạt la tát đế na bạc lũ noa tát đế na dạ lô kê tát đế bà địa na đê cầm tát đế na tát đế phạt giả nê na a bà ha gia nhị mà ha đề tị tứ lý mật lý tứ lý mật lý tê chiếc đạt đổ có tên là bột địa đô mô bạc già phạt đế ma đề tị tát la toan đế tất điện đô mạng đát la bát đà nhĩ tá ha. Bây giờ thiên đại biện tài nói bài chú này rồi bảo vệ bà la môn rằng: hay thay thưa đại sĩ, là có thể vì chúng sinh mà có biện tài bí diệu và dẫn trí tuệ thần thông quý báu đã rộng rãi cho tất cả mọi chúng bồ đề, như vậy thì nên biết hãy tỏ trì chánh pháp. Thiên đại nói kệ rằng: trước nên tụng đà lê này khiến cho thần thuộc không sai lầm, khi kính tâm bảo các thiên chúng thường cầu gia hộ nguyện tùy tâm kính lời chư Phật và pháp bảo chúng Bồ Tát độc giác thâm chân tiếp đến lễ Phạm Vương Đế Thích và rồi hộ thế tới thiên vương, tất cả những người tu phạm hạnh
đều chí thành kính trọng ân cần. Nên ở chỗ Lai Nhã tịch tình tụng chú nói trên khen ngợi pháp, đây là trước thời đồng tượng Phật những gì mình có dân cúng dường đối với tất cả các chúng sinh phát khởi lòng từ bi xót thương. Tôi tôn tướng hảo thân vàng rồng chỉ tăng chánh niệm không tán loạn. Tôi tôn hộ niệm nói với pháp thế căn cơ khiến tôi tập định đối với văn nghĩa khéo tư duy để thờ tính không để tụ tập. Nên là trước hình tượng Đức Phật nhất tâm chánh niệm mà ngồi yên để được tâm ma địa hiệu trí và được đà lên đây cột cùng kiếm khẩu như lai diệu nói pháp tiếng vi diệu đều phục trời người tướng lợi tùy duyên hiền hy hữu lòng dạ cha phủ cả 3000 âm thanh Phật vi diệu như vậy chứ thành nhớ nghĩ không lo sợ. Chư Phật đều nhờ phát nguyện lớn được tướng lỗi không thể nghĩ bàn cho nói các pháp đều chẳng có với như hư không không nắm giữ âm thanh chư Phật và tướng lỗi chánh niệm thệ nguyện được viên mãn nếu thấy cúng dường rồi đại biện hoặc đệ tử theo lời thầy dặn trong pháp màu này khiến tu học tôn trọng thì tâm đều được thành nếu người muốn được trí tối thượng. Nên phải nhất tâm trì pháp này tăng trưởng phước trí các công đức nhất định được thành tựu không nghe nếu cầu của thì được nhiều của cầu tiếng thơm thì được tiếng thơm cầu xuất ly thì được giải thoát nhất định thành tựu đừng nghi ngờ vô lượng vô biên các công đức tùy theo sự nguyện ở trong lòng nếu theo như vậy mà thực hành hết được thành tựu không nghi ngờ phải ở chỗ sạch mặc áo sạch nên lập đèn tràng tùy to nhỏ dùng 4 bình sạch đồng mỹ vị đồng thời cũng dùng các hoa hương treo lụa ngũ sắc cùng phướng lộng hương hoa hương bột trang nghiêm khắp cúng dường Phật và trời đại biện cầu thấy thân trời được toàn nguyện nên 21 ngày tụng chú trên được diễn kiến thiên thần đại biện nếu như chẳng thấy thiên thần ấy nên gắng chí tâm 9 ngày nữa về sau trong đêm còn chẳng thấy lại cầu chỗ thanh tịnh thù thắng về trời biện tài đúng như pháp trì tụng cúng dường không lời tâm ngày đêm tinh tấn không biến trễ từ loại lời tha không tận cùng cho quần sinh phước báo thu được những điều cầu nguyện đều chân thành nếu chẳng như ý trải 3 tháng 6 tháng 9 tháng hoặc 1 năm ân cần cầu tỉnh lòng chẳng đổi thiên nhãn thái tâm đều đạt được. Bây giờ Bà La Môn Kiều Trần Giơ nghe lời nói này rồi trong lòng rất vui mừng khen chưa là chưa từng có đối với các đại chúng trời người tất cả đại chúng các ông như vậy nên biết đều phải một lòng lắng nghe tôi nên lại muốn luôn theo pháp thế đế khen ngợi thiên nữ biện tài thù thắng vi diệu vì Bà La Môn liền nói lời kệ kính lệ thiên nữ Na La Hiên ở trong thế giới được tự tại hôm nay tôi khen ngợi tôn giả để như thuở xưa thiên nhân nói thành tựu các tường lòng yên ổn thông minh tàn quý có tiếng thơm làm mẹ hay sinh ở thế gian dùng ảnh thực hành đại tinh tấn ở chỗ quân trọn luôn chiến thắng nuôi lớn điều diều điều phục lòng tự mẫn hiện làm chỉ cả vua Diêm La từ mặc áo tơ tầm xanh biếc hình dáng xấu đẹp đều có đủ mới có thể khiến người thấy sợ vô lượng thắng hành như thế gian những người kính tâm đều nhiếp lấy hoặc tại núi cao chỗ đường sâu hoặc ở bờ sông hay hang động hoặc tại cây lớn các tòng lâm thiên nữ vương ở những nơi này giả sử núi rừng các giả nhân tôi hay cúng dường cho thiên nữ dùng lông khổng tước làm cờ hiệu ở tất cả thời luôn rồi hồ đời sư tử cọp sói luôn dây quanh trâu dê gà cũng hay nương cậy luôn chuông lớn phát ra âm thanh núi tận bà đều chúng đều nghe hoặc cầm 3 kích đầu hình tròn trái phải luôn nắm cờ nhật nguyện ngày 9, ngày 10, 1 hàng tháng phải lên cúng dường vào lúc ấy hoặc hiện đại thiên nữ Ba Tô tới có chiến trên lòng số thương quan sát trong tất cả hữu tình thiên nữ trên hết không ai qua bò đen hoa nghỉ quyền hiện lên cùng thời chiến đấu luôn được thắng có thể trụ lâu ở thế gian cũng làm hòa nhẫn và bảo ác bốn pháp minh đại Bà La Môn huyền hóa chú thực đều không hết được tự tại ở trong thiên tiên có thể làm chủng tử đại địa hay các thiên nữ tập hội đông như hải triều lên sẽ ứng hiện với chúng vượt xoa các đồng thần để làm thượng thủ hay điều phục phạm hạnh bậc nhất hàng nữ nhân nói lời giống như chủ thế gian ở chỗ ngôi vua như hoa sen nếu ở bến sông như cầu đối khuôn mặt giống như phần trăng tròn
đã đổ đa văn làm chỗ dựa, vì hiện tại xuất chốn như núi cao. Ai niệm đều làm bến cho họ. A Tu La và chúng chư thiên đều cùng khen ngợi công đức ấy, cho đến Đế Thích ngàn mắt nhìn, dùng lòng ân cần mà quan sát. Chúng sinh đó có điều cầu mong, được khiến cho họ mau thành tựu đầy đủ thông tuệ pháp phân trì, là người bậc nhất trong đại địa, trong khắp thế giới mười phương này. Như đèn sáng lớn thường soi chiếu, cho đến các cầm thú quỷ thần mà đều mong cầu đều toàn nguyện. Giữa các người nữ như núi cao, như tiên nhân xưa lâu đời, thường được thường lìa dục như thiếu nữ tiên, là chân thật như đại thế chủ. Thấy khắp các loài ở thế gian, cho đến các cung trời cõi dục, chỉ có thiên nữ bậc duy nhất, chẳng hữu tình nào có thể hơn. Nếu ở chỗ chiến trận sợ hãi, hoặc thấy bị rơi vào hầm lửa, khi bị nạn với sông trộm cướp, đều khiến cho họ trừ kinh sợ. Hoặc bị không cùng theo pháp vua, hoặc bị oán thù muốn giết hại. Nếu tâm chuyên chú chẳng đổi dời, nhất định giải thoát các lo khổ, ủng hộ cả người thiện người ác, từ bi thương nghĩ người hiền tiện. Vậy nên tôi đem lòng chí thành có đầu quy y đại thiên nữ. Bây giờ vị Bà La Môn dùng chú khen thiên nữ rằng: kính lễ người tôn quý ở thế gian, người đứng đầu trong những người mẹ, ba loại thế gian đều cúng dường, hình dáng khuôn mặt ngài ngựa ưa nhìn, vô số diệu đức cùng nghiêm thân. Đọc lại: vô số diệu đức dùng nghiêm thân, mắt như cánh sen xanh và rộng, ánh sáng phước trí tròn tiếng thơm, bên như ngọc mặt nơi vô giá. Tôi đang ngợi khen đấng tối thắng, lòng được toàn nguyện điều mong cầu, công đức chân thật diệu các tường, với như hoa sen rất thanh tịnh, thân sắc đoan nghiêm đều ưa nhìn, các tướng hi hữu khó nghĩ bàn, phong ánh sáng trí tuệ vô cấu, ở trong các niệm luôn đứng đầu. Trong loài thú như sư tử chúa thường trang nghiêm bằng tám cánh tay, đều cầm dao giáo búa cung tên, dài dài dòng sắc dây tơ bù, đoan chánh ưa nhìn như trăng tròn, ngôn từ thông suốt âm hòa nhã. Nếu có chúng sinh lòng nguyện cầu việc thiện tùy niệm khí viên mãn, Đế Thích chư thiên đều cúng dường, đều cùng khen ngợi và quy y, sẽ là công đức khó nghĩ bàn, tất cả mọi thời luôn cung kính. Tá ha. Bài tụng mà chú tụng trên đây là chú cũng là bài tán, nếu khi tụng chú thì nhất định phải tụng bài đó trước. Nếu muốn cúng thỉnh trời biện tài, nếu theo bài chú khen ngợi này, sớm giờ thanh tịnh, tụng chí thành, thì đều mong cầu đều toàn nguyện. Bây giờ, Đức Phật bảo vệ Bà La Môn rằng: hay thay, ông có thể làm lễ cho chúng sinh như vậy, ban cho an lạc bằng cách khen ngợi thiên đường đó, thỉnh cầu giáo hộ, được phước vô biên. Phẩm chú này, phẩm chú pháp này có lược có rộng, hoặc mở hoặc hợp, rất sâu chẳng đồng. Bản kinh chữ Phạn đã nhiều, nhưng vậy y vào một bản, sau khi dịch lại, so sánh định làm biết được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Cương Minh Tu Tán Dương quyển 7.